Ăn xong rồi canh cửa cho mẹ Hồng làm đúng không? Vậy chứ Lương thấy nha, chị ngồi đây coi nè, chút xíu mà hả, chưa tới giờ mà đi giao đồ cho người ta, cái người ta gọi điện thoại á, nó nghe cái tiếng điện thoại là bắt đầu hả, nó chạy lính xính lính xính, nó đòi đi theo. À, biết luôn vậy luôn hả? Biết luôn á, nghe không thiệt. chuyện đơn giản đâu, thấy gọi điện thoại là biết là sắp đi giao sinh nhà hả. Thấy mỗi lần ai gọi điện thoại á, nó nghe vô rồi đổ á, chị sắp cho chị đi á là nó biết là nó quen rồi. Rồi chị có chở nó đi luôn không? Vậy chứ. Chị nói với Cưng hồi nào giờ á, thì các chị thấy mới là sáng này là một tiếng đi mà nó cũng quên, tại giờ hôm thức phiêu á. À, tội. Chị à. Đã bắt ấy chứ đi ra ngoài, ngoài ngồi nằm ở ngoài đó, nằm chơi ngoài đó, không chịu ngủ, quậy ngủ. Dạ. Rồi chiều mưa bắn chậm. Tội thức khuya. Trả cái dễ lại cho nó kìa, cái dễ ông lụm cái dễ em dục đi rồi nữa. Ủa hồi nhỏ là cái máy cộng lông này nó màu gì vậy chị? Cũng màu, cũng màu này luôn hả? Đây, đây là cảm giác của su. Mày coi cho nó đi đi phối giống đi chị. Sức này phối giống gì nữa. Có mấy bạn ở trên 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 kênh của em nói là chị không có cho nó ăn kẹo nữa. Chị mua thịt gà cưng biết không? Ở siêu thị nó bán đùi gà á. Dạ. Chị mua về thôi là cái ức á, chị gà cái chị bỏ vô đi. Có cháo chị làm nhỏ đi. Nó ăn đủ thứ đó. Vậy là giống chó em ở nhà rồi. Cho con ở nhà ăn thịt gà ngán, chuyển qua cá, chuyển qua cá xong rồi thịt heo ăn xe dòng vậy đó. Yeah. Bữa nào cho mày đấu bữa nào cũng nó đấu là nó vậy đó cưng, nó chưa thì cái đấu nó láo cưng đâu, nó đấu đó là cái mặt nó ủ ủ rồi nó leo lên nó nằm nó không nói năng gì nó giỡn hết vậy. Đói là hơn cả thế giới luôn hả? Xui mẹ kêu về xui. Xuống 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 dán kìa, xuống kìa, dán kìa, dán kìa, dán kìa, đó 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 con dán kìa, bắt nó đi con, chụp nó kìa, để kìa mày chỉ kìa có không chỉ đó mà kìa, dán là nó biết luôn thấy chưa, kìa đó nó nhìn đéo biết có không, con dán kìa. Bữa giờ vừa bắt được mấy con chuột luôn chị. Không. Có không? Đó nó thấy chuột là nó ôm nó giật. Bữa chuột cắn là cái mỏ nó cái nhả ra. Ở đâu? Cái nó bắt đầu nó vượt cấp tiếp. Ở đây hả? Chị hả? Ừ. Giỏi lắm á. Dán 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 dán. Chuột 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 chuột.
Chuột cây su. Su. Chuột chuột chuột. Ăn rồi coi quẩy đuôi. Không ăn thua, mình kêu là không ăn thua rồi.